Và cái thông tin kế tiếp là một thông tin rất là lớn ngày hôm nay các bạn Đây là cái thông tin liên quan tới Coinbase Thì dựa theo những gì được chia sẻ bởi CEO Brian Armstrong đó Họ đã nhận được một cái gọi là Wells Notice các bạn Wells Notice này đó có thể hiểu đơn giản đây là một cái cảnh báo là SEC có thể là kiện Coinbase Bây giờ SEC vẫn chưa kiện nhưng mà họ đã gửi Wells Notice nghĩa là họ sẽ kiện Coinbase này à, vì lý do gì? Vì lý do họ nói là sàn Coinbase đang cung cấp dịch vụ bất hợp pháp tại vì trên sàn Coinbase có những tài sản đó là chứng khoán nhưng mà cũng như là tất cả những cái thư từ của SEC không bao giờ nói rõ là cái gì là chứng khoán cái gì là không phải hết và để chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì sau khi nhận được Wells Notice này thì Coinbase có quyết định gì? thì trên màn hình các bạn hiểu đây chính là cái trưởng phòng luật sư của Coinbase và ông ta cũng đã chia sẻ cái cảm nhận của mình về SEC nói là SEC đó là một cái đơn vị cực kỳ bất công luôn giống như là SEC lúc nào cũng nói là những cái dự án này những cái sàn họ không tới đăng ký giống như đơn giản lắm gì họ chỉ cần là lấy tờ giấy điền đăng ký được rồi nhưng mà trên căn bản đó Coinbase đã hỏi SEC rất nhiều lần rồi làm sao để đăng ký tại vì hiện bây giờ đó không có cách nào để đăng ký hết thậm chí đó SEC cũng nói là chúng tôi cũng không biết làm sao để đăng ký tại vì cái này nó quá mới và Coinbase đã phải đưa ra một cái chiến lược đăng ký, họ đã đưa ra hai cái phiên bản làm sao mà SEC có thể cho phép họ đăng ký hay những công ty như họ đăng ký được, à, và họ đã chia sẻ cái uh, phiên bản đó với SEC, họ đã phải trả là hàng triệu đô la để có thể có được một cái phiên bản pháp lý để SEC có thể giúp họ đăng ký và những công ty tương tự đăng ký, coi như họ làm đơn việc của SEC rồi các bạn, nhưng mà sau khi mà họ chia sẻ ra thì SEC không nói gì hết, các bạn giống như là im lặng luôn và Coinbase đã từng nhiều lần nói với SEC là trên sàn Coinbase không có cái gì gọi là chứng khoán hết và đã từng mời SEC đến để có thể tìm hiểu hơn về sàn Coinbase, tìm hiểu hết những tài sản trên sàn Coinbase và họ tin là tất cả những cái đồng trên sàn Coinbase không phải là chứng khoán nhưng mà SEC cũng đã nói chuyện với Coinbase nhiều lần, cũng đã xem nhiều cái tài sản mà Coinbase đang có hiện tại và những đồng mà Coinbase đang cho trade hiện tại nhưng mà SEC chưa bao giờ nói gì hết à, và Họ nói là trong vòng 9 tháng qua đó họ đã gặp mặt SEC 30 lần các bạn, 30 lần rồi họ đã gặp mặt SEC và trong tháng 12 mới đây đó, họ một lần nữa lại hỏi SEC về cái văn bản mà họ đã tạo ra cho SEC về việc làm sao để cho những công ty crypto đăng ký được. Thì SEC là như thế nào? SEC đã trả lời là có thể là tháng 1 của năm 2023 sẽ trả lời như là cách đây 2 tháng. Nhưng mà tới tháng 1 của năm nay đó, thì SEC lại một lần nữa trì hoãn và không gặp Coinbase và SEC sẽ nói là có khả năng là SEC sẽ điều tra Coinbase các bạn thấy được là đây là một điều cực kỳ vô lý đối với Coinbase và tổng chân lý của Coinbase hay là luật sư trưởng đó nói là SEC không có bất cứ một quyền hạn nào trong luật pháp có thể cấm sàn giao dịch hết và có khả năng là Coinbase sẽ kiện ngược lại SEC đã đang lạm quyền tại vì SEC không tạo điều kiện cho những cái công ty crypto đăng ký nhưng mà ngược lại để nói là những sàn giao dịch này luật gì không đăng ký nhưng mà không có cho họ đăng ký thì làm sao mà họ à, theo luật được Giống như là các bạn nói là anh chạy quá tốc độ nhưng mà là không có nói rõ là tốc độ là bao nhiêu Nhưng mà mãi nói là anh chạy quá nhanh, anh chạy quá nhanh nhưng mà không nói là tốc độ bao nhiêu là được cho phép Thì SEC cũng như vậy đó các bạn, lúc nào cũng nói rất là mơ hồ Và Coinbase là công ty ở Cali SEC rất là thích à, kiện công ty ở New York Tại sao vì tại New York là một nơi mà không có crypto Những cái à, thẩm phán ở đó nó hầu như là có ác cảm với crypto cho nên điều đầu tiên Coinbase sẽ làm đó là sẽ xin phép tòa án về những vụ kiện này về Cali, tại vì Cali là nơi trụ sở chính của Coinbase và Coinbase nói là Coinbase là một công ty mà có rất nhiều rất nhiều luật sư và nếu như mà họ bị thu kiện với lại SEC đó họ sẽ tiếp tục uh, gọi là khiếu nại và khiếu nại cho đến khi nào họ lên tòa án tối cao mà thôi và có thể tốn 10 năm hay là hơn con số đó nữa. Họ hoàn toàn có khả năng để mà kéo dài cái sự kiện này, có nghĩa là nếu như mà SEC cứ tiếp tục đàn áp gì hoài đó thì sẽ gặp nhau tại tòa và khả năng đó, điều kiện này sẽ kéo dài 10 năm hay là thậm chí hơn nữa mà SEC cũng không thể làm gì được thị trường crypto này. Chứ đừng có nói tới là SEC muốn cấm người này cấm người kia hay là muốn đàn áp sang này sang kia không dễ dàng gì đâu hơn thế nữa đó là Coinbase cũng đã quá mệt mỏi rồi và họ đang có những chiến lược là sẽ cung cấp dịch vụ cho những quốc gia khác chứ nếu như mà SEC cứ vậy hoài thì không có lý do gì mà họ chỉ chú tâm để mà hỗ trợ người Hoa Kỳ và đương nhiên họ rời khỏi Hoa Kỳ họ có thể là có được nhiều thu nhập hơn nhất là họ muốn cạnh tranh với Binance đưa đến những tập như là futures À, và sau đó chúng ta hay được là Brian Armstrong là CEO của Coinbase Cũng đã lên Twitter nói là hai năm trước Khi mà sàn Coinbase chuẩn bị là bán cổ phiếu lần đầu tiên đó, lên sàn chứng khoán Thì uh, đương nhiên đơn vị mà đã tìm hiểu và cho phép hoặc là sàn chứng khoán đó chính là SEC Và lúc đó SEC uh, đã xem xét tất cả hoạt động của sàn Coinbase và cho thấy là sàn Coinbase hoạt động một cách gọi là hợp pháp cho nên họ mới được lên sàn chứng khoán. Bây giờ tự nhiên lại đi kiện Coinbase như vậy. Tôi cảm thấy được là SEC đang giống như là kiện mọi nơi các bạn, giống như là nơi nào thắng thì thắng chứ còn những cái vụ kiện như thế này đó trên căn bản đang rất là kéo dài chứ không có đơn giản gì đâu Tại vì chúng ta hay được là cho tới bây giờ SEC vẫn chưa có đưa ra bất cứ à, một cái luật gì rõ ràng Đi qua crypto hết nhưng mà lại muốn đi kiện mọi người Và nếu như thật sự dẫn đến kiện tụng đó Những công ty nhỏ họ không có khả năng pháp lý đó Thì họ sẽ coi như chấp nhận những gì mà SEC nói và đóng phạt Nhưng mà những công ty như là Ripple các bạn hiểu là họ có nhiều tiền Họ có thể kéo dài cái vụ kiện 2 năm mà tới 2 năm sau chúng ta vẫn chưa có kết quả và điều mà chúng ta có thể nhận ra được là không biết sau này Ripple có thắng hay là không Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn một điều Đó chính là quy định cái gì là cổ phiếu đó không rõ ràng Cái cách kiểm tra cái gì là cổ phiếu sử dụng How we Test đó, Thì hoàn toàn là không có phù hợp với crypto Chứ nếu như mà phù hợp và rõ ràng đó, thì đâu kéo dài 2 năm nữa các bạn 2 năm rồi SEC vẫn không chứng minh được XRP À, là một chứng khoán trong khi mà khi nó so sánh XRP với nhiều đồng khác đó đây là một cái đồng mà có cái sự tập trung hơn à, thì à, đối nhiều người đó khi mà dự kiến nó bắt đầu nhiều người nghĩ là khả năng là SEC có thể dễ dàng nói XRP là chứng khoán nhưng mà kết quả không phải các bạn chứ đừng nói đến là những đồng mà phi tập trung hơn như là Ether à, hay là những đồng khác thì lại càng khó khăn hơn nữa thường nghĩ là SEC đều biết thường chỉ không biết tại sao mà họ lại cứ đi kiện lung tung như vậy nhưng mà rõ ràng là Coinbase sẽ không như những sàn khác họ nói là họ sẽ đa tỏ với SEC cái vụ này lại sẽ lại càng kéo dài nữa và chúng ta cũng nhận được cái thông tin đó là SEC không nhận là đang tấn công Coinbase mà cũng tấn công một người khác nữa mà nhiều bạn có đã biết đó chính là John Founder Justin Sun các bạn và lý do tại sao mà SEC kiện Justin Sun đó, tại vì họ nói là Justin Sun đã thao túng hai đồng hai đồng đó là hai đồng nào hai đồng đó chính là đồng TX, đồng Tron và đồng BitTorrent, đồng BTT à, Và Justin Sun dựa theo cái cáo buộc đến từ SEC đó Là đã dùng tiền của mình à, để mà mua bán Tron và BTT Để giống như đây là một cái đồng mà được nhiều người mua bán thường xuyên à, Và đã đi mướn rất nhiều người nổi tiếng Giống như là à, Lindsay Lohan, Jack Paul Rất nhiều những người các bạn nhìn thấy đây Đây tất cả đều là những ca sĩ, là những nghệ sĩ rất nổi tiếng à, Và họ mướn những người này để quảng bá đồng Tron và BTT và sau đó thì Jason trục lại, đó chính lời cáo buộc đến từ SEC và Jason trả tiền cho người này nhưng mà lại nói như người này đó là đừng có uh, cho người ta biết đây là một quảng cáo uh, và những người này đó đã hoàn toàn không có nói đây là một quảng cáo gì hết cho nên những người này bây giờ đã bị kiện chung với Jason thì uh, ngoại trừ hai người là Soulja Boy và mà ra thì những người nổi tiếng còn lại đó Tổng cộng họ đã chấp nhận đóng phạt là 400.000 tổng cộng các bạn Thì coi như họ đóng phạt Họ không có chấp nhận hay phủ nhận cái lỗi của họ Rồi sau đó là ai đi đường đó Nhưng mà về Jason Sun chúng ta không biết được là kết quả sẽ ra sao Scc kiện Jason Sun có hợp lý hay không Thì đây lại là một cái à, cuộc tranh cãi khác nữa các bạn à, Chúng ta có thể thấy được là Jason Sun là một chuyên nhân vật Mà thường gây ra nhiều sự tranh cãi Nhưng mà nào mà từ năm 2017 tới bây giờ Thì cũng sẽ biết tại sao thường nói như vậy rồi Nhưng mà nói chung thì uh, SEC vẫn đang rất là hăng các bạn, vẫn tiếp tục kiện mọi người khắp nơi Nhưng mà có thắng được không không thì tùy theo các bạn Giống như là cái uh, vụ này thì có thể là SEC thắng dễ dàng hơn Nhưng mà về Coinbase, uh, về Grayscale, cái vụ liên quan tới Bitcoin ETF uh, Về Ripple thì không dễ dàng như vậy Nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái uh, thông tin thôi nhờ lạc qua hơn ngày hôm nay Các bạn thấy được là sau cái sự việc liên quan tới UOTC McPick Thì chúng ta có một ngân hàng đó chính là Zappo Bank thì Zappo Bank đã, đã trở thành cái ngân hàng đầu tiên trên thế giới tích hợp USDC vào trong hệ thống ngân hàng của họ nghĩa là những cái người sử dụng ngân hàng này có thể gửi và nhận USDC, đầu ổn định các bạn và ngân hàng này nói đó là họ có bảo hiểm đến từ Gibraltar Deposit Guarantee Scheme GDGS, à, bảo hiểm lên tới 100.000 đô cũng như là nhiều ngân hàng khác và họ nói là liên quan tới việc họ có lưu trữ nhiều crypto mà nguy hiểm hay không nên thì không đâu, tại vì những crypto nào mà họ không cần lưu trữ giống như là người ta sẽ sử dụng đồng ổn định để mà di chuyển tiền mà thôi, à, thì họ sẽ nhanh chóng đổi ra đô la, cho nên không có lưu trữ nhiều đồng ổn định, cho nên cái khả năng à, mà gặp vấn đề cũng không có nhiều và họ cũng không có ý định là cho vay hay là tham gia vào staking gì hết, đó. chỉ đơn giản là họ cung cấp dịch vụ gửi và nhận USDC và khách hàng của họ có thể là dùng tiền trong ngân hàng để mua USDC rồi gửi cho người khác mà đang có ví USDC và nếu như mà nhận thì sau khi nhận thì thì ngân hàng sẽ đổi thẳng ra USD nên sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta cũng có công ty liên quan tới cái công ty công nghệ lớn là Fujitsu. Fujitsu đó đã có một động thái các bạn họ đã đăng ký à, nhãn hiệu nhãn hiệu này đó là liên quan tới ngành ngân hàng ngành tài chính và những cái à, dịch vụ liên quan đến crypto thì có phải là phụ Chí sư chuẩn bị tham gia vào crypto hay không thì chúng ta vẫn chưa có rõ chúng ta chỉ biết được là Tới ngày 16 tháng 3 đó, cách đây vài ngày thì siêu uh, đã đăng ký cái nhãn hiệu này rồi. Họ sẽ làm gì với nhãn hiệu này chúng ta vẫn chưa biết hiện tại. Cũng giống như là ngày hôm qua chúng ta thấy được là công ty Sony uh, cũng đã đăng ký nhãn hiệu liên quan tới uh, Web3. Nhưng mà họ sẽ làm gì? Họ có game NFT gì chúng ta vẫn chưa biết. Mà nói tới game thì chúng ta có à, một công ty game lớn ở hàn quốc à, đó chính là Nexon thì à, Nexon nói là họ sẽ sử dụng Polygon nhưng mà họ sử dụng một cái gọi là Polygon Supernet à, đây là một cái mạng lưới của Polygon nhưng mà có thể cho người dùng à, có thể là điều chỉnh theo cái cách của họ để phù hợp với lại cái nhu cầu thì đây là một cái công ty mà có một cái game rất nổi tiếng là MapleStory Story cái này là theo thông tin từ báo mà thôi thuận không có chơi game này cho nên cũng không biết nhưng mà nào mà chơi game Maple Story hãy comment bên dưới Nói chung đó, thì đây đã là một cái NFT game rồi Bây giờ sẽ được tích hợp với lại mạng lưới Polygon Supernet Thông tin cuối cùng là thông tin liên quan tới Celsius thì Celsius có một cái thông tin coi như là cũng lạc quan các bạn và các bạn đã biết là tài sản Celsius đã được mua lại bởi một công ty có tên là Nova Wolf Digital Management và dựa trên thông tin thì bây giờ có khả năng là sẽ trả lại khoảng chừng là 70% tài sản của những người nào mà đang kẹt À, trong công ty Celsius này bây giờ đã được à, coi như là chấp thuận bởi thẩm phán rồi cái bước kế tiếp thầy thuận hiểu đó chính là bỏ phiếu đến từ những nạn nhân nếu như bỏ phiếu thông qua ra thì chúng ta sẽ biết thêm chi tiết là bây giờ làm sao thì mới lấy lại được cái số tiền của các bạn bây giờ thật ra đó khi mà các bạn lên trên trang web chính của Celsius à, thì các bạn thấy được là không có thông tin gì mới hơn thông tin mới cuối cùng họ đăng đó chính là ngày 15 tháng 3 có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi mà thôi cho tới cái ngày mà họ công bố là những cái nạn nhân có thể bỏ phiếu à, để nhận lại tiền và nhận lại bao nhiêu thì lúc đó mới có rõ ràng thông tin và có những bước rõ ràng hơn các bạn cần nên làm gì Sẽ cố gắng theo dõi à, cái sự kiện này nếu có thể và chia sẻ với các bạn nhưng mà các bạn nên theo dõi trong cái chính thức để chính là at Celsius Network à, trên Twitter thì à, các bạn đã nhìn thấy trên màn hình rồi at Celsius Network à, các bạn sẽ có thể nhận được những cái à, thông tin mới hơn và nhanh nhất và thùng cũng cố gắng xem coi là trang web chính thức của Alex Minsky cũng như là CEO của uh, Southwest có đăng thông tin hay không thì uh, các bạn thấy rồi cái người này uh, bị người ta chửi trên mạng quá cho nên bây giờ người này uh, Twitter đã coi như là private rồi ngoại trừ các bạn được cho phép chứ nếu không các bạn sẽ không thể xem những cái thuyết đến từ uh, Alex Minsky và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ nhiều tiền trên sàn Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn, nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital. Thì như bạn có biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Source, đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short